Anh ấy quan tâm chị lắm đấy. Lần trước mọi người tưởng chị bị tai nạn, thế là anh ấy chạy như tên lửa để đi kiếm chị đấy. Hả? Em nói gì? Anh ta tới để kiếm chị? Ừ, nghe nói ấy, là anh ấy chạy xe nhanh rồi trời mưa, thế là anh ấy bị ngã xe. Cũng may là chị bị thương tay thôi đấy. Minh Huy! Minh Huy! Có chuyện gì đấy hả? Tối hôm trước anh đã tới đó đúng không? Tôi vẫn chưa hiểu cô muốn nói gì. Lê Minh đã kể với tôi là anh đã tới quận 2 khi mà nghe tin tôi bị tai nạn, đúng không hả? Dạ, anh đã bị té xe đó, tay anh bị thương là do đi tìm tôi, có đúng như vậy không? Sao ông trả lời tôi, có đúng như vậy không? Có đúng như vậy không? Đúng. Tôi đã bị thương khi đi tìm cô đấy. Cô sao vậy? Cô đang cảm thấy khó xử à? Tôi... Tất nhiên rồi. Nếu điều đấy làm cô khó xử ấy, thì tôi xin lỗi. Nhưng mà thật sự trong lòng tôi cũng muốn cô quan tâm tôi một chút. Ý anh là sao hả? Tôi đã giảng chi tôi đồng ý hai điều kiện của Trương Minh Huy vô điều kiện được chưa? Xem ra hôm nay tôi phải sử dụng yêu cầu cuối cùng rồi. Yêu cầu cuối cùng của tôi là tôi không muốn chỉ là anh trai của cô, cũng không thể là đồng nghiệp của cô. I'm